Kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian làm lại nội dung, ngày hôm nay chúng tôi đưa tới cho tất cả các bạn tài liệu giải mật đặc biệt về chiến thắng lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đó là một trận đánh vô cùng đặc biệt, một trận đánh có sự chênh lệch lực lượng chưa từng có. Chỉ có 7 xe tăng thiết giáp của quân đội nhân dân Việt Nam đối đầu với hơn 130 xe của phía Việt Nam Cộng Hòa. Đó là trận đánh chống lấn chiếm tại cửa biển Quảng Trị trước thời khắc Hiệp định Paris có hiệu lực vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Cửa Việt thuộc địa phận huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là một quân cảng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ mở ra biển Đông và đại dương của vùng Chí Thiên. Đồng thời, nơi này là đầu mối tiếp vận cho các lực lượng ở khu vực này cả theo đường thủy lẫn đường bộ. Đây cũng là nơi neo đậu, tiếp tế, sửa chữa của các tàu chiến thuộc hạm đội 7 Hải quân Mỹ và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tại khu vực này có hai cảng, cảng Mỹ ở phía ngoài biển, cảng Việt Nam Cộng Hòa ở phía trong. Sông Thạch Hãn đoạn chảy qua cửa Việt còn gọi là sông cửa Việt được bổ sung nguồn nước của sông Hiếu, có chiều rộng trung bình 600-700m là một vật cản thiên nhiên lợi hại trước các lực lượng tiến công. Trước tháng 4 năm 1972, cửa Việt thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, trước sức tiến công mạnh mẽ của quân đội nhân dân Việt Nam, phía Việt Nam Cộng Hòa đã phải rút chạy khỏi cửa Việt. Sau các cuộc chiến đấu giằng co trong năm 1972, đến trước thời điểm Hiệp định Paris được ký kết, thì ranh giới giữa hai bên đã được hình thành theo tuyến Long Quang Thanh Hội, cách cửa Việt khoảng 10 cây số về phía Nam. Thời gian này, cơ quan trung ương của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được đặt tại Cam lộ Quảng Trị, càng làm cho vị trí của cửa Việt thêm phần quan trọng. Nhận thức được rõ vai trò ngày càng quan trọng của khu vực này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với sự giúp đỡ của người Mỹ đã bí mật xây dựng kế hoạch chiến lược mang tên Tango City với mục đích chiếm lại cửa Việt trước khi Hiệp định Paris được ký kết và có hiệu lực. Mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch này được tiến hành một cách hết sức bí mật. Ngày 25 tháng 1 năm 1973, chiến dịch bắt đầu. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, để phục vụ cho chiến dịch Tango City, một đơn vị đặc nhiệm với tên gọi là lực lượng đặc nhiệm Tango đã được thành lập, đặt dưới sự chỉ huy của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến do Đại tá Nguyễn Thành Chí, Phó Tư lệnh Thủy quân Lục chiến làm chỉ huy trưởng. Đơn vị này bao gồm tiểu đoàn 2 và 4 Thủy quân Lục chiến, cộng thêm 3 đại đội tăng cường của tiểu đoàn 9, một đại đội của tiểu đoàn 5, cùng với đó là thiết đoàn chiến xa 20 trang bị các xe tăng M48, các thiết đoàn kỵ binh 7 và 17 trang bị xe tăng M41 và thiết giáp M113. Hỗ trợ lực lượng này còn các lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 và 258 tiến đánh trên các hướng thứ yếu. 3 tiểu đoàn pháo binh của thủy quân lục chiến, 2 tiểu đoàn bảo an, 4 tàu đổ bộ LCU cùng hỏa lực chi viện của hạm đội 7 và không quân Hoa Kỳ. Về phía quân giải phóng, có các đơn vị sau tham gia phòng ngự: Trung đoàn 101, Sư đoàn Bộ binh 325, Trung đoàn 48 và 64, Sư đoàn 320B, Trung đoàn Bộ binh 27, Tiểu đoàn 66, Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 202, cùng một số đơn vị binh chủng và du kích địa phương. Tuy nhiên, lực lượng trực tiếp phòng ngự trên chốt tương đối mỏng, còn đại bộ phận đều ở tuyến sau. Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 66 sau gần một năm tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị đã bị tổn thất khá nhiều nhưng chưa được bổ sung lực lượng kịp thời, lại đang làm nhiệm vụ cả ở bờ Bắc và bờ Nam sông Thạch Hãn, nên cái lực lượng rất là mỏng. Tính đến ngày 25 tháng 1 năm 1973, lực lượng tăng thiết giáp bố trí ở Nam cửa Việt chỉ có 5 xe. Đó là xe tăng bơi K6385, 2 xe thiết giáp K63 có trang bị bệ phóng tên lửa chống tăng B72, 2 xe thiết giáp BTR50PK lắp cao xạ 23 ly. Trong đó, xe tăng bơi K6385 do Đại đội trưởng Khoán chỉ huy cùng với 2 xe K63 bố trí tại điểm cao 12 ở phía đông thôn Hà Tây, còn 2 xe cao xạ tự hành bố trí ở Vĩnh Hòa. Trong khi đó, lực lượng tăng thiết giáp của phía Việt Nam Cộng Hòa rất mạnh. Họ gồm có 3 thiết đoàn, mỗi thiết đoàn trung bình có 40-45 xe, tổng số tăng thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa tham gia chiến dịch khoảng 130 xe các loại, trong đó có khoảng 40 xe tăng chủ lực M48. Nếu chỉ so sánh đơn thuần về lực lượng tăng thiết giáp tại thời điểm này thì có một sự chênh lệch quá lớn, 5 đấu với 130. Tuy nhiên, bên phía quân giải phóng có lợi thế là chủ động phòng ngự, hệ thống công sự tương đối vững chắc và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ đã trải qua chiến đấu dài ngày, rất dũng cảm và thiện chiến. Nửa đêm về sáng ngày 26 tháng 1 năm 1973, sau màn hỏa lực chuẩn bị cường độ cao bằng cả không quân, pháo binh và pháo hạm, phía Việt Nam Cộng Hòa đã triển khai tiến công đồng loạt vào cả
cả tuyến chốt Long Quang Thanh Hội. Phía quân giải phóng đã chiến đấu rất kiên cường, song vẫn để đối phương chiếm được một phần điểm tựa ở Nam Vĩnh Hòa Phường. Ngày 27 tháng 1, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã dùng hỏa lực đánh phá dữ dội trên toàn bộ khu vực phía Nam cửa Việt, đồng thời tiếp tục tiến công trên toàn tuyến. Phía quân giải phóng đã tăng cường lực lượng từ phía sau lên nên vẫn giữ vững được trận địa. Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 66 cũng tăng cường 3 xe thiết giáp K63 sang bờ Nam, nhưng do sóng to, hộp xích bơi không bảo đảm nên chỉ có xe 476 sang được bổ sung cho trận địa phòng ngự tại điểm cao 12. Tiến công trực diện không có kết quả, phía Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu thay đổi cách đánh. Họ không đột phá chính diện mà lợi dụng ban đêm luồn qua khe hở giữa các trận địa phòng ngự của quân đội nhân dân Việt Nam tiến ra cửa Việt. 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1, lợi dụng gió to, sóng lớn, nước thủy triều xuống, lực lượng đặc nhiệm Tango với khoảng 10 xe tăng thiết giáp và 2 đại đội bộ binh đã bí mật tiến theo mép nước ra cảng cửa Việt. Do tập trung vào tuyến phòng thủ chính phía trong đất liền nên quân đội nhân dân Việt Nam đã bị bất ngờ. Đến 1 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1, phân đội tăng thiết giáp đã chốt giữ tại điểm cao 12 mới phát hiện được quân địch. Tin tức đó lập tức được báo cáo lên ban chỉ huy trung đoàn bộ binh 101. Đồng thời, phân đội nhận lệnh nhanh chóng phản kích diệt địch. Do chỉ có một xe tăng K6385 trang bị pháo 85 ly, còn 3 xe thiết giáp chỉ có súng máy phòng không 12 ly 7 cùng vũ khí của bộ binh nên không thể tiêu diệt được địch được từ xa. Nên chỉ huy của phân đội tăng thiết giáp quyết định sẽ cho xe xuất kích, rời công sự bất ngờ tiến công vào bên sườn của đội hình địch. Khi đến gần địch, bộ binh sẽ dùng xuống xe dùng súng chống tăng B40 và B41 các loại vũ khí bộ binh khác tiêu diệt địch. Khi địch kịp củng cố lực lượng tổ chức phản xung phong thì lại nhanh chóng trở về công sự. Với cách đánh này, ta có thể tận dụng được đêm tối và ưu thế quen thuộc trận địa hình của bộ đội ta để tiếp cận địch. Ngay đợt xuất kích đầu tiên, mặc dù đèn chiếu sáng kính ngắm hỏng, song xe tăng bơi số 704 với 7 phát đạn đã bắn cháy 3, bắn hỏng một xe tăng. Các xe thiết giáp cũng diệt được nhiều địch, buộc phía Việt Nam Cộng Hòa phải lùi lại củng cố. Tuy nhiên, một bộ phận bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp cận cảng Mỹ nhưng cũng bị lực lượng bộ binh của Trung đoàn 101 chặn đánh quyết liệt. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã phải sử dụng pháo binh bắn mạnh vào trận địa phòng ngự rồi tiếp tục tiến công. Nhờ thông thạo địa hình, địa vật, phân đội tăng thiết giáp lại tiếp tục xuất kích lần thứ hai tiêu diệt 2 xe tăng M48, 1 M41 và 50 tên địch. Lúc 4 giờ 10 phút, Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức tiến công lần thứ 3 với 10 xe tăng thiết giáp và khoảng 2 đại đội bộ binh. Phân đội tăng thiết giáp ở điểm cao 12 tiếp tục xuất kích lần thứ 3, đồng thời 2 xe thiết giáp lắp cao xạ từ Vĩnh Hòa được lệnh cơ động đến đánh vào sườn, buộc quân địch phải rút lui. Trong lần xuất kích này, rất tiếc là xe tăng 704 đã bị bắn cháy. Lúc 4 giờ 50 phút, Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục tiến công theo hai hướng, các xe thiết giáp lại xuất kích một lần nữa, bắn cháy một xe M113. Tuy nhiên, đến 5 giờ 30 phút sáng, lực lượng Tango City đã chiếm được cảng Mỹ, một phần thôn Hà Tây, Phó Hội, đồng thời đưa quân từ phía sau lên chuẩn bị đánh chiếm toàn bộ khu vực Nam cửa Việt. Thực hiện quyết tâm đẩy địch ra khỏi khu vực cảng trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 1, bên phía quân giải phóng tăng cường thêm lực lượng chuẩn bị phản kích. Tiểu đoàn bộ binh cơ giới cũng quyết định đưa thêm 2 xe BTR-50PK lắp pháo cao xạ 23 ly sang bờ Nam. Lúc này, toàn bộ lực lượng thiết giáp của quân giải phóng có 5 xe, bao gồm 1 xe K63 và 4 xe thiết giáp lắp pháo cao xạ 23 ly. Lúc 7 giờ 32 phút, sau một đợt pháo hỏa chuẩn bị ngắn, các lực lượng của quân giải phóng bắt đầu phản kích. 5 xe thiết giáp của tiểu đoàn bộ binh cơ giới 66 đã cắm cờ giải phóng. Mỗi xe chở theo 8 đến 10 chiến sĩ bộ binh dẫn dắt bộ binh phản kích trên cả 3 hướng. Trước sức tiến công mãnh liệt của quân giải phóng, lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa phải rút lui khỏi cảng Mỹ khoảng 700 m. Tuy nhiên, chỉ trước khi đến khi Hiệp định Paris chính thức có hiệu lực vài phút, thì cả 5 xe thiết giáp của tiểu đoàn 66 đã lần lượt bị bắn cháy. Lúc này, quân Việt Nam Cộng Hòa hình thành 4 cụm quân trên bãi biển, mỗi cụm cách nhau khoảng 1.000 m, cụm gần nhất cách cửa Việt 700 m. Tại mỗi cụm đều bố trí tăng thiết giáp vòng ngoài, phía trong là bộ binh. Như vậy, tính đến thời điểm này, phía Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm được một diện tích khá lớn vùng giải phóng mà mấy tháng trước đó họ không làm gì nổi. Trước tình hình đó, phía quân giải phóng đặt mục tiêu phải lấy lại bằng được vùng đất đã mất, ít nhất phải khôi phục lại ranh giới Long Quang Thanh Hội như trước ngày 25 tháng 1 năm 1973. Đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi điện cho tướng Lê Trọng Tấn tư lệnh mặt trận miền Nam, các anh cho đánh chiếm lại ngay, cố gắng đưa cho được những đứa con khỏe mạnh nhất của đảo Huy Vũ sang nhé, phải lấy lại bằng được. Đến
Thời điểm này, đây bộ binh cơ giới 66 chỉ còn hai xe thiết giáp ở bờ Nam, trong đó có một xe cao xạ hỏng máy không cơ động được. Ngày 30 tháng 1, tiểu đoàn đưa sang 3 xe nữa nhưng cũng không vượt được sông. Bộ tư lệnh B5 đã quyết định điều một đại đội xe tăng T-59 của trung đoàn xe tăng 203 từ Cam Lộ xuống dùng phá tự hành sang bờ Nam. 5 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1, quân giải phóng bắt đầu tiến công. Hỏa lực pháo cối và các tên lửa chống tăng B-72 đã bắn mạnh vào các cụm 1 và 2 của Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù chỉ có một xe, song xe thiết giáp số 059 chở theo 8 chiến sĩ bộ binh vẫn xuất kích đánh địch. Các chiến sĩ bộ binh đã dùng B-40, B-41 bắn cháy 5 xe tăng thiết giáp, bắt sống một xe tăng M-48. Sau đó, chiến sĩ lái xe Vũ Văn Nhật đã dùng chiếc xe này kéo được 3 xe tăng và 2 xe thiết giáp của địch về điểm cao 12. Thừa thắng xông lên, lúc 7 giờ 55 phút, quân giải phóng tiếp tục tiến công cụ 3. Các chiến sĩ bộ binh cơ giới đã diệt thêm 5 xe, thu 4 xe tăng và 2 xe thiết giáp M-113. 8 giờ 25 phút, chỉ một xe T-59 số 995 vượt được sông sang bờ Nam đã ngay lập tức tham gia chiến đấu cùng bộ binh ở Vĩnh Hòa Phượng, bắn cháy 2 xe tăng địch. 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1, toàn bộ lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa đã rút chạy khỏi khu vực Nam cửa biển. Chiến dịch Tango City thất bại hoàn toàn. Vùng giải phóng đã được khôi phục lại như trước ngày 25 tháng 1. Kết quả, phía Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt hại 2.300 người, 113 xe tăng thiết giáp bị diệt, 12 xe bị bắt sống, rơi 5 máy bay, cháy 1 tàu chiến. Riêng lực lượng tăng thiết giáp của tiểu đoàn bộ binh cơ giới 66 và một xe T-59 của trung đoàn 203 đã bắn cháy 18 tăng thiết giáp của địch, thu 3 xe M48, 3 xe M41 và 5 xe M113. Về phía tiểu đoàn bộ binh cơ giới 66 bị bắn cháy 6 xe, một xe tăng bơi K6385 và 5 xe tăng thiết giáp. Xét riêng về tăng thiết giáp trong trận này, mặc dù tương quan lực lượng là hết sức bất lợi, song nhờ cái tinh thần chiến đấu dũng cảm và cách đánh phù hợp nên đã đạt được hiệu suất chiến đấu rất cao, góp phần không nhỏ vào chiến thắng chung. Trận đánh tăng thiết giáp cửa Việt tuy không thật điển hình song đã đi vào lịch sử và để lại nhiều bài học quý giá về sử dụng tăng thiết giáp trong quân đội ta.